Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Nhiệm kỳ 2020-2025, một số lĩnh vực kinh tế xã hội đạt được thành tựu nổi bật, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, thông tin tới đại biểu về việc nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống bệnh viêm gan virus, bảo vệ cộng đồng. Sở Giao thông Vận tải thông tin về chủ đề năm an toàn giao thông năm 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, và dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, quy mô đường cấp 2 đồng bằng. Kết luận hội nghị, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận yêu cầu các báo cáo viên tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy để tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng kịp thời các nội dung được thông tin tại hội nghị tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Ban tuyên giáo các cấp cần phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân về vấn đề giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ban chỉ đạo 35 các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần chủ động nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những bức xúc nổi cộm được xã hội quan tâm ngay từ cơ sở, tăng cường thông tin về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nêu gương người tốt việc tốt gắn với đặc điểm tình hình từng địa phương.